Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 4 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 4 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài viết đơn. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần khởi động. Trong phần khởi động thì chúng ta sẽ tham gia chơi một trò chơi cùng chú Thỏ hái những quả cà rốt. Để hái được những quả cà rốt thì chúng ta sẽ phải trả lời đúng các câu hỏi sau. Nêu hình thức của đơn. Vậy thì ở tiết hôm trước chúng mình thấy hình thức của đơn gồm có đúng rồi. Như vậy hình thức của đơn thì đơn phải viết theo khuôn mẫu có tiêu ngữ tên đơn. Thông tin về người viết, người nhận đơn, người viết đơn đúng không? Và chúng ta thấy là người nhận đơn thì có thể là cá nhân hoặc là tập thể. Câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2, nội dung của đơn. Theo chúng mình thì nội dung của đơn ở đây đó là gì? À đúng rồi, chính xác. Nội dung của đơn thì là giới thiệu bản thân, lý do viết đơn, lời hứa và lời cảm ơn. Như vậy thì chúng ta đã hoàn toàn trả lời đúng các câu hỏi trong trò chơi hái cà rốt cho chú Thỏ nhé. Bây giờ chúng mình sẽ đến với tiết học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tiết viết đơn ở trong phần viết này. Đầu tiên thì chúng mình thấy yêu cầu cần đạt của bài đó là viết được đơn theo yêu cầu và biết sử dụng câu văn đúng hay và phù hợp với hoàn cảnh để viết đơn. Bây giờ chúng mình sẽ chọn một trong hai đề dưới đây. Viết đơn xin tham gia câu lạc bộ em thích. Thứ hai sẽ là viết đơn xin nghỉ một buổi học. Thì chúng ta có thể thấy ở đây hai đề thì chúng mình sẽ chọn một trong hai. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ dựa vào mẫu đơn trong hoạt động ở bài 23 và viết đơn theo yêu cầu em đã chọn. Ở đây thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta cần phải viết đơn. Ở đây thì đầu tiên chúng mình phải biết được đơn được gửi cho ai đúng không, và lý do viết đơn là gì, và tiếp theo là các mục trong đơn được trình bày như thế nào. Đó là một số gợi ý để cho chúng ta dựa vào và viết đơn. Và ở trong các bài khoảng 20 đến 25 phút thì chúng mình sẽ đọc và rà soát lại, chỉnh sửa lại bài viết của mình. Đầu tiên thì khi chúng ta viết đơn thì cần phải có quốc hiệu và tiêu ngữ. Tiếp theo đó là gì? À đúng rồi, tên đơn và nội dung đơn đúng không? Và chúng ta sẽ quan sát lên màn hình tham gia để tham khảo một tờ đơn viết đơn tham gia câu lạc bộ. Thì ở đây chúng ta có thể thấy đơn tham gia câu lạc bộ thì đầu tiên chúng mình sẽ có tiêu ngữ đúng không? Đó là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Tiếp theo đó là tên đơn, ở đây là đơn xin tham gia câu lạc bộ bóng đá. Đầu tiên thì chúng mình thấy là kính gửi ban chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá trường tiểu học Dịch Vọng A. Tên em là Nguyễn Tiến Đạt. Sinh ngày 29 tháng 5 năm 2014, giới tính là nam, nơi ở ngõ 130 Xuân Thụy, Cầu Giấy, Hà Nội, học sinh lớp 4B trường tiểu học Dịch Vọng A. Sau khi tìm hiểu các thông tin về hoạt động của câu lạc bộ bóng đá, đồng thời được trực tiếp đến sân và quan sát các buổi tập luyện thi đấu của câu lạc bộ, em đã rất yêu thích và mong muốn được trở thành thành viên của câu lạc bộ. Được bố mẹ đồng ý, em viết đơn này xin tham gia câu lạc bộ bóng đá của nhà trường.
để được trau dồi thêm kỹ năng đá bóng và làm quen với các anh chị có cùng đam mê. Em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của câu lạc bộ. Em xin chân thành cảm ơn người làm đơn Đạt Nguyễn Tiến Đạt. Đây là một tờ đơn chúng ta thấy tham gia vào câu câu lạc bộ đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tham khảo một tờ đơn nữa, nếu là tờ đơn xin nghỉ học. Tờ đơn xin thì nghỉ học thì chúng ta cũng viết tương tự đúng không? Thì hầu như bạn nào cũng sẽ cần viết đơn này khi trong những năm học. Đầu tiên thì cũng cần phải có tiêu ngữ, đó là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Đơn xin phép nghỉ học. Kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp 4A trừ các thầy cô giáo bộ môn trường tiểu học Trung Yên. Em tên là Hoàng Văn Minh, học sinh lớp 4A. Em viết đơn này xin được trình bày với cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô giáo bộ môn như sau. Hôm qua trên đường đi học về, em bị ngã xe. Bố mẹ em đã đưa em đi khám và bôi thuốc. Hôm nay người em vẫn còn đau nên em chưa thể đến trường được. Vì vậy em viết đơn này mong các thầy cô xem xét cho em được nghỉ buổi học hôm nay. Em xin hứa sẽ chép bài đầy đủ khi đến lớp. Em xin chân thành cảm ơn ý kiến của phụ huynh. Hà Nội, ngày 10 tháng 3 2023, Minh Hoàng Văn Minh. Qua hai tờ đơn vừa rồi thì chúng ta có thể tham khảo chọn một trong hai đề, chúng mình sẽ hoàn thiện lại tờ đơn sau đó chia sẻ cho các bạn. Đến với phần vận dụng thì chúng ta sẽ hoàn thiện lại bài viết đơn của mình, kể lại cho người thân nghe về những tờ đơn mà chúng ta đã viết. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài viết đơn, trang 107 môn tiếng Việt lớp 4 tập 1 của sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại em trong những video sau.